Xin chào mọi người, lâu lắm rồi không gặp mọi người nhỉ. Ngày nào cũng có người nhắn bảo là bao giờ thì thầy làm việc lại, và thầy cũng muốn làm việc lại nhưng mà vì dịch cho nên là Hà Nội thì giãn cách xã hội cho nên cũng không làm được. Thuốc thì ngày nào cũng có người nhắn để bảo thầy bốc thuốc gửi cho, nhưng mà giãn cách xã hội cho nên là có rất nhiều chốt lập ở các đường, đi lại rất bất tiện. Với cả những cái đơn vị vận chuyển người ta cũng làm việc rất ít, có đơn vị nào còn làm việc nhưng mà đơn hàng nhất là gửi vào các tỉnh phía Nam thì rất khó, cho nên là Vũ Dũng cũng chả gửi. Thế là hôm nay thì Hà Nội bỏ giãn cách cho nên là đi lại thì nó thuận tiện hơn một chút. Bắt đầu hôm nay thì mới nhận để cắt thuốc gửi cho bệnh nhân, lâu lắm rồi không gặp mọi người cũng thấy nhớ. Hôm nay cắt thuốc chia sẻ với mọi người một chút. Hôm nay thì cắt nhiều, cả ngày hôm nay chỉ có cắt thuốc thôi, chưa nhận châm cứu bấm huyệt, chưa nhận tiếp xúc bệnh nhân trực tiếp, chỉ nhận chữa bệnh thôi và cắt thuốc gửi đi thôi. Đấy, bạn nào mà có bệnh tật thì đấy, lần trước nhắn cho thầy Vũ Dũng nhưng mà căn bản nhiều người nhắn quá thì Vũ Dũng cũng không thể nhớ hết được để nhắn lại ấy. Thì bạn nào mà trước lúc trong dịch mà nhắn vào thầy cắt thuốc mà thầy chưa cắt được thì bây giờ nhắn lại cho thầy, thầy sẽ cắt, thầy gửi cho. Ôi mà báo cho các bạn một cái tin, sau giãn cách xã hội giá thuốc tăng một cách khủng khiếp luôn. Hoàng Lan chào nè. Vì là Vũ Dũng có hỏi tại sao mà giá thuốc lại lên cao thế, thì mấy cái người nhà cung cấp thuốc đại lý ở trên kia xuống, thế là nói thì mình nghe cũng có lý. Người ta bảo là vì Hà Nội giãn cách cho nên là xe ô tô không vào được, mà xe chở thuốc vào thì là gọi là thuê xe có luồng xanh đấy, cho nên là cái giá cước nó cao. Mấy lại người lao động người ta cũng không làm việc, cho nên là nói chung mỗi thứ nó đội lên một chút, cho nên làm giá thuốc cao quá. Mình nhìn cái đơn thuốc mà giật mình luôn. Cùng một cái hàng đấy mà mình lấy là trước là 2,7 triệu, 2,7 triệu cùng một cái đống thuốc đấy mà bữa nay lên 3,9 triệu. Các bạn nghe có thấy khủng khiếp, từ 2,7 triệu mà bây giờ lên đến 3,9 triệu mà thuốc không có thuốc luôn, dã man thật đấy. Thế mới thấy càng dịch bệnh khó khăn thì lại giá các thứ lại càng lên. Và đặc biệt là mình sang hôm nay kiểm tra phòng khám sáng tối hôm qua, sáng nay dọn tiếp, lãng phí mất bao nhiêu các bạn biết không? Vì trong thời gian lâu quá, mấy tháng rồi mình cũng chả sang, vì là giãn cách cũng chả đi ra khỏi nhà. Sang bây giờ một số thuốc nó cũng bị hỏng, hỏng mất nhiều, mấy chục cân táo sấy khô đấy, để cho bệnh nhân có cắt vào thuốc và có để cho bệnh nhân về nhà ăn dùng, muốn làm gì làm. Nó rơi vào 80.000 đến 100.000 một cân, nó có hai loại, mà mấy chục cân để mà bị mọt nó vào nó cắn, nên là bỏ đi hết, phí quá. Và nhiều loại thứ khác nữa, vì là nhà ấy các bạn, khi các bạn ở ngày nào các bạn cũng ở nhà bạn thì nó có hơi người và quét dọn nó không hỏng, nhưng mà khi các bạn chỉ cần để nhà không một thời gian cái là nhà tự nhiên mốc. Thì thuốc cũng vậy, khi ngày nào mình cũng tiếp xúc với thuốc như kiểu nó có hơi người ấy, và mình bảo quản thì nó không hỏng. Nhưng mà các bạn bảo nghỉ từ mùng 5 tháng 5 đến hôm nay 22 tháng 9, một thời gian quá khủng khiếp. Cho nên là sang gần như thuốc bị hỏng rất nhiều, cho nên đấy nó là một cái sự lãng phí rất ghê gớm. Mình chả biết làm thế nào được, cái này nó ảnh hưởng cả thế giới mà, mình cũng là một phần của bộ phận đấy thôi. Hôm nay bắt đầu làm lại, mình lấy được một số thuốc, chưa lấy được đầy đủ. Nhưng mà thường những cái vị thuốc chính thì nó lúc nào cũng có, quả những một số bệnh hiếm gặp ấy, thì những cái vị thuốc lạ thì là phải có thời gian mới lấy được. Bây giờ thì mọi thứ nó chưa thể nào mà đầy đủ hết được, nên hôm nay là mới bốc được chủ yếu về thuốc bổ. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì bệnh nhân nhiều người cũng mệt mỏi, thế nên là cũng cắt thuốc bổ khí, bổ máu, bổ thận, bổ tâm can ra mọi người. Các bạn thấy không, một trận đại dịch
quá khủng khiếp. Vua Dũng đã nghỉ đúng từ mồng 5 tháng 5. Mồng 5 tháng 5 là nghỉ hẳn, còn từ cái hôm mùng 1 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nghỉ lễ là cũng đã nghỉ rồi. Lúc ấy chỉ còn có cắt thuốc cho mấy người thôi, gọi là hơi hơi làm một chút. Xong là đến mùng 5 tháng 5 thì nghỉ hẳn luôn, một khoảng thời gian cực kỳ dài. Sau dịch giá thuốc lên khủng khiếp các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Càng dịch khó khăn thì các thứ nó càng đắt đỏ. Vì là cái cước vận chuyển nó khó. Bây giờ là hàng hóa lưu thông nó khó vận chuyển. Các cái nhà xe ô tô người ta đi người ta cũng mất nhiều thủ tục. Ví dụ như là người ta còn phải mất thêm cả tiền xét nghiệm mấy ngày một lần. Hai nữa là đi lại nó khó khăn. Và ba nữa thì ít xe đi thì những người người ta chở hàng ấy người ta cũng lấy cái cước cao, cho nên là ôi nói chung mỗi thứ nó độn lên một tí cho nên nó đẩy cái giá thành lên cao lắm. Cùng một cái đơn hàng ấy, mọi lần thường thì mình lấy là 2,7 triệu. Lấy nguyên vật liệu về đấy là 2,7 triệu. Mà lần này là cùng cái đơn đấy mà lên 3 triệu 9. Các bạn thấy khiếp không? Thế mới hỏi bảo ôi sao lên nhiều thế? Có những cái vị thuốc đơn giản cực kỳ luôn mà các bạn không? Tăng gấp hơn 3 lần. Đấy nhá, kể cho bạn nghe ngày xưa là lư cái cân bông má đề ấy, bông má đề mà lúc bình thường ấy là có 40.000 một cân, là bông má đề đấy sấy khô rồi đấy có 40.000 một cân, mà các bạn biết thời điểm này lên đến 130.000 một cân, thế là gấp như thế là bao nhiêu, 3 4 12, gấp hơn 3 lần luôn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Đấy, có một cái mà cây đó ở trong đất nước mình nha, chứ không phải ở nước ngoài luôn, tăng gấp hơn 3 lần luôn, khủng khiếp. Một cân dây thiều canh ngày xưa lúc mình lấy chỉ 70.000 một cân là loại chọn, loại đẹp ấy, mà bây giờ 150, 150 bữa nay còn không phải là toàn 100% nạ, thỉnh thoảng còn lẫn một ít cành mà cành mà đấy các bạn thấy ấy. Nên khủng khiếp luôn. Đây là bốc thuốc, này là bốc thuốc bổ thận. Những bệnh nhân này bị đau mỏi lưng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, bị mộng tinh, di tinh. Đợt đang nghỉ thì bệnh nhân điện rất nhiều lần tha thiết và nhờ thầy cắt cho. Nhưng mà đợt đi thì mình cũng bận, mình không cắt được. Thế là bắt đầu hôm nay thì mới cắt để cho gửi cho bệnh nhân. À, chào thầy Sổng Trai.
Xin chào anh Dũng, chào thầy Sảm Trai nhé. Trời của Hà Nội có sấm này, hình như sắp mưa rồi. Các bạn thấy sau nghỉ mấy tháng có bị béo lên không? Vẫn ở nhà ăn với tập thể thao, cân vẫn giữ. Nhưng mà mừng nhất là ngày hôm qua cắt được cái tóc. Ui trời, sau mấy tháng rồi không cắt tóc. Tóc tai nó tốt như Robinson ngoài đảo vàng. Thế là hôm qua thấy thông báo là cho cửa hàng cắt tóc mở được lại. Mình 8 giờ sáng phóng ra xếp hàng, thế mà vẫn còn người thứ ba. 8 giờ sáng đi ra rồi mà vẫn là người thứ ba cắt. Khỏe, thầy xóm trai có khỏe không? Vũ Dũng vẫn khỏe thầy ạ. Hai thầy ở có buồn không? Hai thầy người Thái sang Việt Nam để dạy võ, nhưng mà dịch các thầy không ấy được, các thầy phải ở lại nhà. Sắp được làm việc lại rồi đấy thầy, nhớ hai thầy quá. Phương bảo nhớ thầy. Đây các bạn thấy không? Một trận cuồng phong cho chúng ta nhận ra rằng không ai có thể chế ngự được thiên nhiên và chế ngự được vạn vật, kể cả thời buổi hiện đại đến mấy, khoa học có tiên tiến đến mấy mà chúng ta vẫn cứ phải phụ thuộc vào thiên nhiên. Đấy các bạn thấy không? Phải cho vào sấy khô mãi thì mới được mấy cân thuốc. Bây giờ cái giao thông đi lại nó hơi khó khăn, cho nên là nhập được thuốc nó khó, xong về lại còn phải sấy, lại còn phải rời tẩm. Bệnh lưng nhân đau lưng mỏi gối hoa mắt chóng mặt, bị mộng tinh di tinh, nói chung là bệnh nhân này rất nhiều bệnh, chân tay lạnh da mồ hôi, nói chung là rời mùa hè đêm nào ngủ vẫn phải đi tất, mình lạnh chân đấy các bạn thấy không. Bệnh nhân nhắn nhiều lần rồi và cái lúc đang nghỉ thì cách một ngày nhắn một ngày cứ hỏi hôm nào thầy làm việc lại, và thầy cũng rất muốn làm việc lại nhưng mà tình hình dịch nó phức tạp cho nên chưa làm việc được. Anh dùng hai thầy có khỏe, hai thầy có khỏe ạ. Hai thầy khỏe là tốt rồi, hôm nọ thầy được trích vaccine cho thầy, thuốc chữa gì vậy thầy? Tĩnh Hoàng Nam ăn. Cái thuốc này thầy chữa về cái thận yếu, nó làm đau lưng hoa mắt chóng mặt, di tinh mộng tinh với chân tay lạnh. Cái này thì đông y thì gọi là cái thận âm thận dương của mình nó không được khỏe cho nên là nó gây ra những cái triệu chứng đấy. À, hai thầy được trích vaccine rồi, tốt rồi. Vâng, hai thầy trích đi cho nó yên tâm. Nó trích được vaccine thì nó cái khả năng nó bị nặng, bệnh nặng và thở máy nó sẽ giảm đi nhiều.
Nghỉ lâu quá rồi thầy nhờ. Các thầy cũng nghỉ từ mùng 5 tháng 5 còn gì. Đợt vừa rồi Vũ Dũng có làm rất nhiều các video về thuốc lam, các cái vị thuốc ấy, để chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà đang làm hay thì bắt đầu bị nghỉ, thế nên là thôi nó bị gián đoạn. Nên đợt sau này Vũ Dũng lại làm tiếp, chia sẻ về các cây thuốc lam và chia sẻ về các huyệt đạo. Thì các bạn ấn vào đăng ký kênh ấy, thì là Vũ Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết những cây thuốc quý, những cái vị thuốc quý và những cái huyệt đạo trên cơ thể con người. Lúc đó các bạn biết rồi thì các bạn sẽ biết cách để chăm sóc cho bản thân cũng như là xung quanh. Nó có rất nhiều, như cái đợt vừa rồi có mấy người nhắn video hỏi đấy, bảo thầy ơi chỉ cho các cái huyệt như là huyệt nội quan này, huyệt hợp cốc này, đấy, nhân trung này, ấn đường này, rất nhiều. Thế đợt vừa rồi có chia sẻ cho nhiều người rồi. Đợt ấy đang làm rất tích cực nhưng mà đùng một cái thế là lại mới nghỉ, giãn cách xã hội, thế là về sau nó lại nghỉ đi không làm được. Đợt này Vũ Dũng sẽ lại làm lại và sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người xem thì mọi người ấn vào đăng ký kênh thì Vũ Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn về các cái vị thuốc lam quý, những cái huyệt đạo trên cơ thể con người. Thì lúc đó là các bạn có biết được để các bạn tự chăm sóc cho bản thân cũng như xung quanh hàng gia đình nhà mình. Rồi, hôm nay chia sẻ với mọi người một chút nhé. Bây giờ Vũ Dũng tắt đây. Để bốc không một mình, hôm nay học trò chưa nên. Một mình bốc nhiều này mất nhiều thời gian lắm.